Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Xin giới thiệu quý khách, đây là sản phẩm chuối hột gừng Tây Nguyên với các công dụng như trị đau lưng, nhức mỏi xương khớp, thận, tiểu dắt, bồi bổ cơ thể. Nếu khách quan tâm đến sản phẩm, vui lòng liên hệ với Bảo Khánh được tư vấn nhanh nhất.